hello các bạn, mình là Sơn Bông Lép đến từ lò hổ cao. Và nếu bạn kéo xà và bị đau chỗ này thì clip này dành cho các bạn. Rồi thì nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân mình dẫn tới cái việc bạn bị đau chỗ này khi bạn kéo xà, nhưng mà cái nguyên nhân chính nhất mình thường thấy đó chính là khi các bạn kết thúc cái kéo xà của các bạn kết thúc sai các bạn ha, kết thúc chưa đúng lắm. Thì gọi kết thúc kéo xà là sao? Tức là khi bạn kết thúc và cầm qua xà nè, bạn kết thúc nó sẽ có hai kiểu, một là kết thúc theo phương ngang, hai là kết thúc theo phương dọc. Thì khi bạn kết thúc một cái kéo xà mà theo phương ngang á, thì bạn sẽ tạo áp lực lên cái phần này, phần cùi chỏ và cái móng cơ này làm cho nó đau này các bạn ha. Thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem, là các bạn mình làm mẫu này nó hơi quá mức để các bạn có thể nhận rõ sự khác biệt. Đó là khi mình kết thúc bằng phương ngang giống vậy thì bạn sẽ bị đau này. Và thay vào đó, bây giờ để khắc phục rất đơn giản các bạn, bạn đừng kết thúc bằng phương ngang nữa, bạn hãy kết thúc một cái kéo xà của mình bằng phương dọc, tức là cố gắng ép xuống giống vậy thì nó sẽ đỡ áp lực lên cái phần này, bạn sẽ không bị đau cùi chỏ các bạn ha. Rồi, hy vọng là bạn có thể thay đổi được một cái điều nhỏ xíu đó và giúp các bạn giảm đau phần này. Chúc bạn tập luyện tiến bộ, chuyển hướng cho người khác. Hẹn gặp lại các bạn clip sau.